đang bò luôn à. Nè nè. Trong ơi, trong em cái cổ kìa. Đây đây. Trời ơi, nó đi mất vậy. Lấy hình đi mất rồi, dễ vậy đó bạn. Thầy của bạn Quang hả? Bạn Phong, bạn Phong đắt đó, nãy lấy dao à. Lấy dao gì nè? Mình tin cover hết tặng lóc cả đùi với vợ. Con mẹ đồ nhớ, quay qua. Rồi, chơi nhậu nha bạn. Quay nhậu rồi. Quay tao, chứ phải quay lại. Quay nhậu tao. Cái đầu á, đùi với nè. Đó, đi ngủ. Nữa, để coi anh em coi tao nghe đủ đăng lên sơn, hay xấu quá đùi ba. Trời ơi, chín nữa. Má mẹ hay không? Đây, chị thằng kia. Mình là cá nhân chiên đúng không? Dạ, cái gì ạ? Chiên gì ạ? Anh thành đầu chó. Ai các bạn? Đổ hết luôn. Đổ hết luôn. Để banh cái này ra. Banh gì nữa? Banh cái lỗ này nè, nó banh rồi. Rồi rồi. Hai đeo bao tay vô trả đi. Đổ hết luôn. Đeo bao tay đâu? Má mẹ không? Không ăn ơi. Đã chết từ đầu. Không. 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 Mày bộ ngoài sao giấy vụ ngoài kìa. Bộn tức lại nè. Đi đi mà xong rồi. Quét ngoài này cộng lên thang. Bỏ. Đó. Giống vậy toilet quá. Giờ gọi nó quá đẹp luôn. Quá đẹp này. Rồi má ơi, má ơi. Ta chui lót rồi luôn hay là lấy á. Rồi rồi. Mày chém cái lá gì lót ngoài cái này cháy cho mày. Cái lỗ để nướng. Ờ đúng rồi đó. Đó. Mới nghe nó bật luôn á. Hai sao các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Phong TV đây. Hôm nay mấy anh em mình lâu lâu tụ họp với các bạn. Anh em mình làm một bữa tiệc đó à. Chơi thôi. Đó, các bạn thấy không? Sáng giờ mấy mình làm mấy món này xong rồi, mình mới quay nè. Đó, các bạn thấy xài không? Ăn mà hết luôn đó. Đó. Này là Hiến nha các bạn. Hello. Này là Trọng. Nè, đây là Khanh nè. Này là em của Khanh, là mẹ của nó. Rồi, đám bọn đang nướng nha bạn. Nướng gà với nướng dẹm á. Hello. Đó, ai bay hai các bạn. Hai gà hai cái coi. Xin chào các bạn. Trời ơi. Ăn nướng nha các bạn. Như vậy. Chưa chín luôn hả? Chín rồi. Nướng mà hành nè. Khó không à? Phải có. Con gà khác rồi. Ơi đem qua đây nướng đi bay. Gì? Nắng gì nãy kêu anh kia không chịu. Để vô hỏi. Nướng cho đây nè. Ừ. Vậy để em nghe bạn. Nè nhìn nè. Mở nắng quá. Đây đây lấy mỡ hành chế vô con này nè. Không để lên đây trời nó quéo. Con đó đây nha. Con đó chín rồi đó lấy ra đi. Này nè. Gấp ra. Gấp lẹ đi. Nó quéo hết trơn rồi kìa. Sao nó lửa vừa nãy có lửa đâu. Quá trời lửa rồi. Rồi xong đợt lửa này là khang không nè. Anh ơi. Anh ơi là trời. Gấp là bị hư. Phúc. Cái lửa này gấp nè. Đổ kê bị chữ á. Đưa đây. Đưa ra đủ. Đó. Sao trời mấy. Thấy không? Dạ. Cảnh đây bự rất rộng luôn này. Đây đây đây. Lên. Các bạn thấy thích video để một like, một subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Đây đây, đừng bu ra đặng. Cái này nướng lên cho nó nở ra không? Quá ngon. Nở nở ra. Nở ra. Rồi. Cái ngành ăn được cái ngành. Nướng xong mình sẽ bắt đầu ăn nha các bạn. Chờ đợi gà chín với dẹm chín thì mấy mình ăn trước mấy món này các bạn. Đợi lâu quá trời luôn rồi. Giờ mấy giờ? 1 giờ 1 rưỡi các bạn. Nhìn nó quay kìa. Nè các bạn. À, đó các bạn thấy không? Mới làm thêm bếp nữa nướng gà các bạn. Quỷ đó kìa. Thằng nó nắng mà ở trần rồi xong rồi. Tặng nướng dẹm các bạn thấy không? Đó. Vậy nó ăn hết luôn rồi. Ăn trước rồi. Tối dữ lắm rồi bạn. Ồ nắng á. Gì? Trời tao luôn. Qua đây ăn đi trời. Ừ, có chín mày. Ăn đại đi. Cà bắp. Đưa vậy cho nó. Chó Thanh mời bạn ơi, chó Thanh. Mời nè. Chưa mời nó quất luôn rồi chó. Bóc mời rồi. Mời các bạn nha. Ở qua nữa anh ơi. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha các bạn. Thấy không? Các bạn thấy gì không? Thằng ơi.
Tàu hủ đâu? Nói đây. Hello, xin hello, xin chào các bạn. Mấy phút nãy giờ chưa ăn được, ăn đồ hủ đúng không bây? Ăn chứ hả? Mới mấy giây à, lại là hết trơn rồi đó. Năm vô đồ hủ ăn được, vô gửi. Hợp lý. Ngon. Nó nội gà hét luôn mấy ba, mấy nước gì vậy? Kháng lộ mày. Đấy nó, má gà hét luôn. Thấy ghen không? Đừng cầm mày gấp coi. Ôi tàn... Nướng chưa xong là hết đồ ăn là nó tàn thiệt. Hello bạn, hết đồ ăn rồi. Hết đồ ăn gì? Chưa hết là nó tàn thiệt rồi. Thằng ơi, gà mà nướng kìa nó đen kìa. Đã khác nè. Đen gì nè. Không thể tin được. Đúng rồi, anh trai nó dụng về rồi. Khác chứ anh. Nội luôn, xuống tắm xong luôn kìa. Quay nó kìa. Xô ăn, xô. Nướng nửa con hả bạn ơi, còn nửa con này chắc nơi vô trong ăn bạn. Nướng nữa là khỏi ăn luôn. Dạ vậy, nói gì em? Để tự cầm ăn. Nè, dạ em nướng mà ăn hết trơn luôn bạn. Thôi cho tao miếng bay chứ Diễm Vui. Khoan. Từ từ, lột cái này ra nè. Có một con gà đó bay, từ từ bay. Chúa. Đi chậm này, này chứ đi. Ủa mẹ có thấy không, có hai cái không? Ủa không? Khét đen mà nó sung dưới bay. Mày ngon. Con gà tao ăn luôn. Rồi chấm miếng rồi. Chấm miếng rồi. Ui đi mẹ mày Khanh ơi. Cho nhỏ rồi. Hả bạn nha. Mẹ mua tốn tiền á. Khanh ăn. Ủa? Để ai cho ăn này nè. Cho mẹ ăn xong câu không? Má. Ngon mẹ. Nè. Cái bụng. Xem miếng nha. Càng tạo cánh nè Khanh. Cho miếng em. Đây đem đi nước rồi đây. Cho miếng hả em? Cho miếng hả em? Nước em. Cho miếng rồi. Các bạn mấy tao chân gì luôn á. Em. Ừ. Miếng hai. Rồi. Đồ má đồ kia. Gì vậy? Giá đồ kia. Đồ má ngớt bậy. Nó mà. Rồi. Bày làm ra này bị vậy. Ờ. Mấy đau bụng lắm vậy. Đó. Các bạn nha. Cảm ơn nha mấy bạn. Mời cái bạn. Mời bạn ăn nha. Tay á, hết cùng nín với chào. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Nè. Mời nha. Các bạn chấm mua ớt ăn đi. Mà chấm này. Cá nè nè nè. Đây hết video mình này hả, để mình một like nha các bạn. Subscribe kênh. Đánh không? Dẫn bộ có ba. Miếng rồi. Nhớ miếng rồi. Đó rụng. Có đĩa trái của cái đó. Đó, bạn. Rã cục cứt. Rồi quá, người gồng con màu vàng. Ngon quá. Cần sắm sống vậy bây giờ. Từ từ khoan. Được chưa? Thô câu nha anh em. Tôi hứa hết ăn thô câu nha. Cái dầu. Ra mấy em, ra mấy em. Tôi sợ nó có dầu quá. Ăn miếng cà bắp rồi. Từ từ ăn sống rồi mày. Chắc đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì ý nghĩa thì hãy để mình một like, một subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Dạ bye các bạn. Bye bye các bạn. Bye.